Giá xăng dầu trong nước tăng liên tiếp đã gây sức ép lớn đến giá cả hàng hóa, nhất là những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp như là vận tải hàng hóa tiêu dùng. Trong điều kiện sức mua trong dân chưa phục hồi thì xăng dầu hàng hóa tiêu dùng tăng giá, khiến năng lực tài chính của người dân thêm phần khó khăn, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những ngày này tại các chợ dân sinh, chỉ những quầy bán hàng chanh, xả gừng luôn nhộn nhịp người mua, trong khi những quầy hàng thực phẩm cho bữa ăn gia đình thì thưa vắng, thậm chí đóng quầy vì không có doanh thu. Chị Nguyễn Thị Thu Sang, một tiểu thương tại chợ Đống Đa cho hay, tiểu thương trong chợ đang chịu nhiều sức ép, thị phần bị cắt nhỏ do hàng quán mọc lên sau dịch, sức mua tại chợ yếu, trong khi giá hàng hóa nhập vào đều đã tăng và sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới. Các nhà phân phối đều cho biết, mọi chi phí sản xuất đều tăng, buộc họ phải điều chỉnh tăng giá hàng hóa khi ra thị trường. Họ tăng giá là mình yêu cầu họ là giảm giá cho dân bớt, cả dân cái dịch bệnh, dân đã làm ăn đã không ra rồi, mà không có tiền để đi ăn, để mua đồ ăn nữa luôn. Mà giờ chứ họ nói là vì do là các chi phí thuế của nước ngoài á tăng đột biến nhanh quá, xăng dầu cũng lại lên, nên chỉ không thể hạ được giá nữa, là chừng đó là hết rồi, có thể tăng nữa chứ không thể giảm nữa. Giá xăng dầu tăng theo giá thế giới là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng đáng lo hơn là các loại hàng hóa dịch vụ khác cũng đã và đang nhích dần, đánh thẳng vào túi tiền người dân, khiến họ phải thắt lưng buộc bụng để thích ứng. Tuy nhiên là cái gì quan trọng là chị sẽ dùng xe máy đi, còn không thì chị đi xe đạp. Như còn tiết kiệm thì phải đương nhiên là phải tiết kiệm rồi. Thì ăn uống thì nói chung là thì mua bó rau mấy bữa là một bó là 10.000, là lên 12.000 thì mình mua lại nửa bó. Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 năm 2022 ước đạt 3.500 tỷ đồng, giảm 30% so với tháng trước và giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ của tất cả các nhóm hàng hóa đều giảm so với cùng kỳ. Thương cũng đã có kế hoạch để mà tổ chức các cái hoạt động để mà kích cầu cho cái tiêu dùng xã hội, thì hy vọng là cái dịch bệnh được kiểm soát thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được khôi phục trở lại, thì rõ ràng là cái nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ tăng lên. Trong điều kiện sức mua trong dân chưa phục hồi thì giá xăng dầu, giá hàng hóa tiêu dùng tăng không chỉ gây sức ép lên khả năng tài chính của người dân, mà hoạt động sản xuất kinh doanh của thương nhân gặp vô cùng khó khăn. Hiện tại thì những cái yếu tố mà để mà có thể ảnh hưởng đến giá cả là vẫn có rất là nhiều nguy cơ, như là vấn đề tăng giá xăng dầu, tăng giá vận chuyển, rồi các nguyên vật liệu, những hàng hóa mà nhập khẩu từ nước ngoài đều tăng cả. Thì một cái mối nguy cơ là sẽ có thể điều chỉnh cái mức giá của một số hàng hóa ở trong nước mình. Tổng cục Thống kê nhận định khi giá xăng dầu liên tục tăng cao sẽ làm giảm hiệu quả và có thể vô hiệu hóa chính sách tài khóa cắt giảm khoảng 2% thuế VAT đang triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng, kích thích tăng trưởng và giảm áp lực lạm phát, dẫn tới không đạt được mục tiêu tăng trưởng. Trong 2 tháng đầu năm, giá xăng dầu được điều chỉnh 4 đợt, làm cho giá xăng A95 tăng 2.990 đồng một lít, giá xăng E5 tăng 2.980 đồng một lít và giá dầu diesel tăng 3.230 đồng một lít. Bình quân 2 tháng giá xăng dầu trong nước tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,6 điểm phần trăm. Điều này đồng nghĩa với việc giá xăng dầu đóng góp phần lớn vào tỷ lệ tăng lạm phát trong 2 tháng đầu năm. Các mặt hàng còn lại chỉ đóng góp 0,05 điểm phần trăm.